Bây giờ thì mình sử dụng bài số 6. Mình tiếp tục làm bài số 6. Bài số 6 thì sử dụng exercise 6. Dùng lệnh số 5. Lệnh số 5. Thì lệnh số 5 đó là lệnh sell stop. Để chờ bán, để chờ bán giá thấp. Thì nó ngược lại của cái lệnh buy stop, ngược lại của lệnh buy stop đó. Use number 5, number 5 command. Sell stop to bending, sell at lower price. Up market, up market. Ok, à, tựa đề bài đặt chờ bán giá thấp hơn giá hiện tại 5 đô. Đặt chờ bán giá thấp hơn giá hiện tại 5 đô. Rồi. Click comment pending sell stop $5 lower the price up market, up market. Rồi sau đó mình đặt lệnh, đặt chốt lời, tự động, đặt chốt lời tự động cho lệnh này với giá, đặt chốt lời tự động cho lệnh này với giá thấp hơn giá chờ bán 5 đô, thấp hơn giá chờ bán 5 đô. Profit $5 lower, $5 lower with the price sell price bending sell stop. Rồi
Sau khi hoàn thành các bước như trên thì đóng lệnh để làm lại từ 3 tới 5 lần. Sau khi hoàn thành thì đóng lệnh và thay đổi khối lượng để luyện tập 3 đến 5 lần cho những lần này. After finish, close the comment. Change the volume to practice. Three to five times to come betterly to come betterly. Ok, bây giờ qua cái phần mềm MT4 để mình luyện tập. Now we return MetaTrader 4 to practice. Đây. Đây, cũng giống như mấy cái lệnh trước thì cũng đặt bấm vô đặt lệnh góc phải bên trên. Xem the xem the first time click here. Let to self stop, chọn self stop, khối lượng volume, chain 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 price lower 5 USD, thấp hơn 5 đô, đặt sell về giá thấp hơn 5 đô là giờ 1711 trong 5 1706.5 1706.5 đó. Rồi mình bấm đặt là xong. Lo-fi USD, cái giá mua giá mình bán thì lúc nào nó cũng nằm bên tay trái, giá mua lúc nào cũng bên tay phải, đặt chốt lời thì bên tay phải, lỗ bên tay trái. Rồi. Đặt xong. Rồi. Nhắn giữ sửa lệnh. Click keep and modify. Put profit on the right. Nó đặt chốt lời bên tay phải, chốt lời thấp hơn giá mình chờ bán 5 đô. Giá mình chờ bán là 1706. Thì giờ thấp hơn 5 đô là 1701, mình chốt lời giá 1701. Đây, ví dụ. Price bending to sell stop 17 0 6.5. Now put profit lower 5 USD.
It's 17 euro 1.5. Ok, đáp phải. Ok, modify. Challenge. Rồi, xong. Đóng lệnh, nhắn giữ vô. Close comment. Close comment. Close comment. Let's do. Touch the comment to view. Touch to load. Load the comment. Close the comment. Nhắn giữ. Click and keep. Choose remove or cancel. Ok. Thực hiện kiểu này làm tới làm luôn nhiều lần. Đó. Chú self stop price 17 euro 5 euro 6 pound 36. Ok rồi, click keep modify tax profit 17 0 1 pound 36. Ok, modify. Click keep and close command. Close. Đó, làm đi làm lại nhiều lần sẽ cho thành thạo. Cái lệnh này là cái lệnh số 5, là lệnh cuối cùng. Rồi bài số 7. Bài số 7 thì mình tập luyện phối hợp các lệnh. Phối hợp các lệnh lại với nhau để mình try.